Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với anh em TV. Hôm qua thì mình có trên tay cho anh em xem một cái bộ đôi laptop cực kỳ dị. Chúng ta có chiếc ZenBook Pro Duo này, chúng ta có chiếc Asus Mothership. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có thêm một sản phẩm nữa. Mà khá là đáng tiếc là đến tận bây giờ thì mình vẫn chưa biết là Tâm Hơi có về Việt Nam hay không. Và mình đã phải săn lùng mãi thì mới kiếm được. Hy vọng là Asus sẽ đem về Việt Nam thời gian tới, đó trên chiếc ZenFone 6. Đây là cái hình ảnh của ZenFone 6 này. Thì cái chiếc ZenFone 6 này nó sẽ có những cái gì hay ho và thú vị. Cái điểm đầu tiên cầm vào ấy, có một cái điểm nhỏ đấy là nó khá là nặng. Vì sao lại nặng? Thứ nhất đấy chính là bởi vì chúng ta sẽ có một cái cơ chế camera rất hay. Đây, mọi người nhìn này, ôi, phọt lên phọt xuống này. Đó. Và cái thứ hai là bên trong máy sẽ có một viên pin rất lớn là 5000 mAh. Đấy chính là lý do vì sao mà chúng ta nhìn sơ qua thôi thì cái máy nó rất là nặng, đó, và rất là dày. Đây là hai điểm chính nhất này. Ngoài ra về mặt thiết kế thì sẽ nói sâu hơn một chút nữa. Chúng ta vẫn sẽ có một khung làm bằng kim loại khá là chắc chắn, cũng như hai mặt kính đều được sử dụng là Corning Gorilla Glass. Cái mặt kính này thì khá là bám mồ hôi, vân tay, vết bẩn này. Mọi người mình nhìn sơ qua thôi, mình mới sờ nhẹ nhẹ thôi mà đã đầy những cái vết bẩn ở đây rồi. Thì nó là một trong những cái điểm không thể tránh khỏi đối với những cái flagship thời điểm hiện tại, đặc biệt là đối với những cái máy nào mà dùng mặt kính đó, rất là bóng, có thể soi gương được luôn. Và chúng ta sẽ chú ý hơn một chút nữa vào cái cụm camera chính của máy. Thì đây là một cụm camera 43 MP đi kèm một cái góc rộng là 13 MP. Thì nó sẽ vừa là camera chính, vừa kiêm luôn cái camera selfie cho chúng ta. Đó, thì đây là một trong những cái mà nếu như các bạn nào mà dùng smartphone lâu, quan tâm smartphone lâu thì chúng ta đều nhớ nó không phải là một cái trend gì mới mà đã từng xuất hiện trên những thiết bị Oppo. Ví dụ như là Oppo N1 nếu mình có nhớ không nhầm, cái trò quay đi quay lại camera như thế này. Nhưng nó sẽ giải quyết được một vấn đề cực kỳ lớn cho chúng ta, đấy chính là sẽ có được một cái màn hình tràn viền. Đó, rất là sexy. Một trong những cái xu hướng ở thời điểm hiện tại đấy là tràn viền, và một trong những xu hướng thời điểm hiện tại nữa đấy là tìm mọi cách để tránh được cái phần tai thỏ. Thì đây là cách giải quyết của Asus. Theo như Asus có nói thì đây là một trong những cái sản phẩm mà đã được thử nghiệm cực kỳ nhiều lần về cái cụm camera lật lên lật xuống như thế này. Mình cũng không rõ là liệu trong cái quá trình sử dụng hàng ngày chúng ta sử dụng nó thật là nhiều ấy thì cái độ bền của nó có cao hay không, nhưng đối với mình thì những cái cơ chế cơ lật đi lật xuống như thế này thì mình vẫn có một chút hoài nghi. Và vì sao mình lại hoài nghi, các bạn có thể xem lại cái video mà mình từng trên tay chiếc Oppo Phi X phiên bản trong suốt ấy. Chúng ta nhìn sơ qua bên trong là hiểu những cái cơ chế cơ nó sẽ về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Đó, thì đây sẽ là một trong những cái mà mình hay đắn đo. Nhưng Asus tuyên bố là đã thử nghiệm rồi nên các bạn cứ an tâm sử dụng thôi. Ngoài ra sẽ có một số những cái điểm khác nữa mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là tấm nền của máy sẽ chỉ dừng lại ở Full HD cộng, và chúng ta sẽ có một tấm nền là IPS thay vì việc là chạy theo rất nhiều sản phẩm AMOLED flagship ở thời điểm hiện tại. Nhưng tuy vậy nó có một điểm hay ở đâu? Đấy chính là vì sử dụng tấm nền IPS, do đó thì có vẻ như là Asus đã cắt giảm được cực kỳ nhiều về mặt chi phí, và chúng ta sẽ có một cái mức giá máy rất rất ok, là chỉ dừng lại ở tầm khoảng $500 thôi. Về Việt Nam nếu như có ấy, mà khoảng 12 triệu ấy thì sẽ cực kỳ hot. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ có một cấu hình siêu khủng bên trong là con chip Snapdragon 855. Đây mọi người nhìn ngay đây này. Và sẽ có hai phiên bản là 6GB và 8GB nếu như mà mình nhớ không nhầm. Thì đây là một cấu hình tiêu chuẩn của một flagship của thời điểm hiện tại rồi. Và cái điểm thứ hai mình thích nữa đấy chính là Android bên trong của chiếc ZenFone 6 này là cực kỳ thuần chất, không hề có bất cứ một cái app rác nào. Các bạn nào ngày xưa hay dùng cái điện thoại ZenFone cũ thì đều nhớ là Asus cài cực kỳ nhiều những cái app kiểu chả ai dùng bao giờ ấy, Zen Memo, xong Zen Talk, xong My Asus các thứ. Thì đối với chiếc ZenFone 6 này là hoàn toàn Android thuần chất, Android gốc luôn. Thì về lâu về dài thứ nhất là nó sẽ rất là mượt mà, thứ nhất giờ mình vuốt mình thao tác mọi người đều thấy rồi, cực kỳ mượt. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có được cái sự update hỗ trợ là rất là nhanh, nó đơn giản là Android gốc rồi mà. Đó, thì đây sẽ là những cái điểm chính nhất về chiếc ZenFone 6 này. Một trong những cái mẫu flagship mà mình nghĩ là Asus có lẽ là đang tìm cách để quay trở lại thị trường cái cực kỳ mạnh mẽ. Thứ nhất là có cái điểm nhấn về cái cụm camera kép được xoay lật này. Cái thứ hai là có một mức giá phải nói là cực kỳ cạnh tranh so với những sản phẩm flagship khác ở thời điểm hiện tại. 855 mà chỉ có khoảng $500 thôi thì cực kỳ hấp dẫn. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay ở đây. Ở chỗ này thì một trong những cái nó gọi là truyền thống rồi. Vậy thì mọi người cảm thấy sao về chiếc ZenFone 6 này sau cái bài trên tay rất là nhanh của mình? Show cho mọi người xem những cái nó gọi là nổi bật của cái máy này. Nó có rất cái tai nghe 3.5mm luôn. Thì mọi người nghĩ sao nếu như mà Asus đem về bán và với mức giá $500 thì liệu anh em có bỏ tiền ra mua cái máy này hay không? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái phiên bản kỷ niệm 30 năm của Asus nữa. Các bạn sẽ thấy là một cái logo chữ A kỷ niệm 30 năm này. Đó, rất rất là đẹp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Rất là nhiều người đứng đằng sau mình đang chờ đợi được trên tay cái máy này cực kỳ hot. Rồi, xin chào anh em nha.